Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 3 tháng 2 năm 2024 gửi đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Hôm nay kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024. Người giáo viên tâm huyết với nghề mai cờ Tổ quốc. Kiều hối, nguồn lực vàng phát triển kinh tế. Chính trị viên hết lòng vì dân biên giới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 2 năm 1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông, Trung Quốc, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam. Trải qua 94 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vươn cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại. Tự hào về Đảng Quang Vinh, về Bác Hồ kính yêu, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với chặng đường xây dựng và phát triển của đất nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã quyết tâm đoàn kết, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng vào tình hình thực tế của địa phương, vượt qua những khó khăn, thách thức, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay toàn tỉnh có 1.975 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và hơn 44.000 đảng viên. Năm 2024, toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục chung sức đồng lòng phấn đấu đưa Vĩnh Long phát triển thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tổ quốc tôi, triệu triệu trái tim chung nhịp, nâng màu cờ phấp phới với năm châu, cờ Việt Nam đỏ thắm sao vàng. Thưa quý vị và các bạn, cờ đỏ sao vàng là niềm tự hào của mỗi người dân đất Việt, và đối với những người làm nghề mai cờ Tổ quốc thì còn có cả sự tận tâm trách nhiệm khi tự tay làm ra những lá cờ đỏ thắm. Cô Quỳnh Hoài Hương ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tự hào vì hơn 10 năm qua luôn gắn bó gìn giữ nghề này. Mình là người Việt Nam rồi mình mai được lá cờ Tổ quốc, cảm thấy là có một cái niềm vui, cái sự phấn khởi mà ra sự tự hào. Thì mai một lá cờ thì điều cần chú ý nhất là quy cách, phải làm đúng quy định của nhà nước về một lá cờ đỏ sao vàng, giống như là từng đường kim mũi chỉ, kích cỡ, màu sắc, chất liệu. Cô Quỳnh Hoài Hương vừa là một giáo viên dạy trẻ khuyết tật, vừa là người tâm huyết với nghề mai cờ Tổ quốc. Đối với cô, mai cờ không chỉ là công việc mà còn là sự đam mê. Để làm ra một lá cờ phải có những quy tắc riêng. Tuy không yêu cầu kỹ thuật cao nhưng cần có sự tỉ mỉ, khéo léo. Những lá cờ dù to hay nhỏ đều được người thợ này thổi hồn vào đó. Động lực để cô Hương gắn bó với nghề đến tận bây giờ là niềm vinh dự mỗi khi nhìn những lá cờ do mình mai được treo trong các sự kiện trang trọng trên từng con đường, ngõ hẻm. Hàng năm, người thợ mai này còn tặng cờ cho những hộ khó khăn tại địa phương và hướng dẫn mọi người treo cờ đúng hướng, đúng quy cách để góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước. Về cái hướng phát triển tới trong cái việc mai cờ này thì tôi cũng có một cái ấp ủ từ rất lâu, đó là mình dạy nghề cho phụ nữ, người họ có cái hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật rồi vậy ở địa phương vậy đó, để họ có thêm thu nhập. Những lá cờ được tạo nên bởi tình yêu quê hương đất nước và đôi bàn tay khéo léo của những người thợ như cô Hương sẽ tung bay trên khắp dải đất hình chữ S thân yêu này. Nghề mai cờ Tổ quốc cũng đã góp phần lan tỏa một nét đẹp văn hóa về quốc kỳ Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhắc tới tiếng trao thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới những âm thanh quen thuộc của những người bán hàng rong mà gánh hàng nhỏ ấy nuôi sống cả một gia đình. Còn tại thành phố Đà Nẵng thì gần đây có một chương trình tiếng trao online đặc biệt của chi bộ
của chi bộ 3 Đà Sơn nhằm kêu gọi vận động cho các nhà hảo tâm và người dân ủng hộ mua hàng và giúp đỡ cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa nhân văn và sức lan tỏa này được nhiều người đồng tình ủng hộ. Gia đình anh Hiệp và chị Phiên có con gái bị ung nghèo 6 nhân khẩu. Anh Hiệp đã bỏ cái việc bán bánh bao để mà lo chăm sóc cho con gái. Mọi kinh phí của gia đình thì toàn bộ trên gánh đôi vai của chị Phiên. Thấy được hoàn cảnh đó thì chi bộ cũng đã quyết định tập hợp mọi người và tổ chức cái chương trình tiến rau cho gia đình chị Phiên. Để tiến rau về điểm bán hàng ăn giặt giúp chị Phiên lan tỏa rộng rãi. Trước đó khoảng nửa tháng, chi bộ 3 Đà Sơn đã bàn bạc kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các hội thành viên từ soạn thư ngõ, chụp ảnh, quay phim và dựng clip rồi chia sẻ trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo. Tụi em sẽ là share những cái hình ảnh về gia đình hoàn cảnh khó khăn, rồi tụi em sẽ lan truyền đến bà con khu dân cư cũng như là những bạn bè, đồng nghiệp để mọi người biết được cái hoàn cảnh như vậy, và tụi em sẽ chia ra nhiều nhánh để tụi em bán hoặc là tụi em sẽ hỗ trợ làm sao cho hết nhiều nhất nhanh có thể. Bánh bánh đậu rồi, làm bánh đậu luôn. Em thấy là mình có chương trình và có mấy cái logo là ủng hộ gia đình chị có hoàn cảnh khó khăn, nên em bỏ một chút tiền cũng là kiểu tâm để ủng hộ anh chị, mong anh chị có nhiều sức khỏe. Thì tôi muốn là cái chương trình này được nhân rộng ra được nhiều hơn để cho giúp đỡ được nhiều mảnh đời khác, và cũng là cho những cái chị bộ mà có thể là học hỏi thêm. Người tất bật nhất và vui nhất là chị Phiên, bởi nhờ chương trình Tiến Rau mà xe đồ ăn giặt của chị đắt khách hơn hẳn mọi ngày. Ngoài khách mua hàng, rất nhiều mạnh thường quân tới ủng hộ hoàn cảnh gia đình chị. Chương trình Tiến Rau đã giúp chị Phiên có thêm thu nhập gấp hàng chục lần ngày thường. Hôm nay em bán được nhiều hơn so với mọi ngày. Trong lòng em cảm thấy rất là xúc động, rất là biết ơn các đoàn thể đã giúp gia đình em. Ngoài gia đình chị Phiên, chi bộ 3 Đà Sơn cũng đã giúp đỡ nhiều mảnh đời mưu sinh khó khăn khác trên địa bàn phường. Tiếng rau online của chi bộ 3 Đà Sơn đã giúp tiếng rau nhỏ bé của những phận người cơ cực, gian xa hơn, khích lệ, động viên họ tiếp tục nỗ lực lao động, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời tạo sức lan tỏa về lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia của cộng đồng. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, với đặc tính là nguồn thu ngoại tệ ổn định, không hoàn lại, kiều hối tạo ra nguồn vốn ổn định cho sự phát triển kinh tế, không tạo ra gánh nợ nước ngoài cho nền kinh tế. Các chuyên gia đánh giá kiều hối là nguồn lực vàng cho tăng trưởng kinh tế. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, thì lượng kiều hối về Việt Nam năm 2023 ở mức là 14 tỷ đô la Mỹ. Trong khi Ngân hàng Nhà nước ước tính lượng kiều hối chuyển về nước năm 2023 tăng từ 25-30% so với năm 2022. Theo thống kê, những năm gần đây, lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ một năm. Năm 2023, cả nước tiếp nhận 14 tỷ đô la Mỹ kiều hối. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đạt kỷ lục với 9,46 tỷ đô la Mỹ. Khoảng 1/4 lượng kiều hối đổ vào lĩnh vực bất động sản, ngoài ra còn tham gia vào các lĩnh vực dịch vụ, y tế, giáo dục, du lịch. Kinh tế toàn cầu đang bị suy thoái, dòng kiều hối về Việt Nam bị ảnh hưởng, nhưng vẫn là một trong 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới và trong top 3 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Năm 2024, Ngân hàng Thế giới dự báo kiều hối về Việt Nam sẽ tiếp tục tăng, đạt 14,4 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, 5 năm về trước thì thời điểm cận Tết như thế này, xếp hàng tại cây ATM để rút tiền hay cây ATM lỗi, nút tiền, nút thẻ luôn là câu chuyện thu hút sự quan tâm của xã hội. Thế nhưng năm nay, với thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, tỷ lệ rút tiền tại các cây ATM được ghi nhận ở mức thấp kỷ lục. Giữa các trục phố chính đông đúc, cả tiếng đồng hồ, ATM không hề có người đến giao dịch rút tiền. Mọi giao dịch liên ngân hàng đều được hiển thị trực tuyến tại Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NABAS. Theo thống kê, đến nay tỷ trọng giao dịch ATM chỉ chiếm 3,6% tổng giao dịch qua hệ thống NABAS. Con số này phản ánh rõ nét nhu cầu rút tiền mặt của người dân ngày càng giảm. Với hạ tầng có thể đáp ứng 1.500 giao dịch trong vòng một giây, NABAS đã triển khai các giải pháp tăng cường năng lực xử lý của hệ thống, đảm bảo an ninh, an toàn, kể cả trong các thời gian cao điểm với số lượng giao dịch tăng cao.
Thưa quý vị và các bạn, dịp Tết Nguyên đán đang là thời điểm mà các loại tội phạm hoạt động mạnh, nhất là tội phạm lừa đảo qua mạng, qua điện thoại gia tăng, với muôn kiểu lừa đảo, phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi. Và theo cơ quan công an cho biết, có 24 phương thức thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao, nhưng tập trung chủ yếu, chúng lợi dụng vào 3 yếu tố, lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết của người dân, lợi dụng vào sự sợ hãi và lợi dụng vào sự cả tin, lòng tin của con người. Việc lấy lại số tiền bị lừa đảo trên không gian mạng, điện thoại rất khó khăn, do các đối tượng xấu này hầu hết là ở nước ngoài. Người dân cần phải hết sức cảnh giác để không mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản số 41 gửi văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long về việc chủ động ứng phó với xâm nhập mặn. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long và các đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện chỉ thị số 661 ngày 23 tháng 1 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023-2024. Các địa phương khẩn trương xây dựng triển khai và cập nhật phương án ứng phó với xâm nhập mặn phù hợp với thực tế của địa phương. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần vào cuối mùa khô năm 2024 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, khả năng tập trung vào tháng 2, tháng 3 năm 2024 tại sông Cửu Long và tháng 3, tháng 4 năm 2024 tại các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn. Thưa quý vị, không khí lạnh suy yếu lệch đông mang theo hơi ẩm từ biển vào khiến cho Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc mưa nhỏ, sương mù dày đặc, độ ẩm trên 80%. Miền Bắc một tuần nay thường xuyên mưa nhỏ, sương mù vào sáng sớm. Riêng ngày hôm qua thì sương dày đặc, độ ẩm không khí rất cao. Nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ba nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên là do không khí lạnh suy yếu biến tính lệch đông. Trời lặng gió, không khí ở tầng thấp gần như không có sự xáo trộn và liên tục có các đợt không khí lạnh. Nhưng các lớp không khí lạnh lại rất mỏng nên chỉ làm lạnh lớp sát bề mặt đất. Ở độ cao 900m, nhiệt độ cao hơn tạo ra lớp nghịch nhiệt khiến cho hơi ẩm, bụi bẩn tập trung ở sát bề mặt đất, gây ra sương mù và cả ô nhiễm. Các chuyên gia dự báo sương mù dày và mưa phùn sẽ còn kéo dài đến sáng ngày 4, ngày 5 tháng 2, sau đó giảm dần. Thưa quý vị và các bạn, vượt khó, bám sát cơ sở, gần dân là những phẩm chất được nhân dân, đồng đội và chỉ huy ghi nhận ở Thượng tá Phạm Quốc Tuấn, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang. Nhiều năm qua, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được người dân vùng biên giới tin yêu. Thường xuyên gần gũi, tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, để qua đó lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân là cách làm được người chính trị viên này thực hiện trong nhiều năm qua. Nhờ vậy, anh nắm được gần như mọi mặt trong đời sống của các hộ dân ở vùng biên giới để từ đó có giải pháp hỗ trợ thiết thực. Trong đó phối hợp với các doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho hàng trăm người để ngăn chặn việc tiếp tay cho buôn lậu qua biên giới. Thực hiện hiệu quả các chương trình như con nuôi đồn biên phòng, nâng bước em tới trường, đỡ đầu cụ già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên 40 trường hợp với mức trợ cấp hàng tháng từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng một trường hợp. Khó khăn cái chú biên phòng giúp con là tiền, là sách, dụng cụ học tập. Có chú Tuấn giúp con rất là vui. Nhờ ông Tuấn cho tiền tháng là nuôi cháu nội đi học, cho gạo, cho bí đao, bí gì. Ông có này ông cho đem lại cho tới nhà luôn. Cũng vui lắm, mừng được ông Tuấn cho. Là một cán bộ biên phòng nhiều năm xa nhà, gắn bó với bà con vùng biên giới Hà Tiên. Anh luôn xem đồn là nhà, biên giới là quê hương. Đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Bên cạnh đó, anh đã tích cực cùng chính quyền xây dựng vững chắc nhiệm vụ quân số thủ khu vực biên giới Tây Nam của Tổ quốc để cùng đơn vị trong việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia. Với đồn là nhà, đồng bào các anh em ruột thịt, nó đã ngấm vào xương thịt của tất cả cán bộ chiến sĩ biên phòng chúng tôi. Do vậy, ở bất cứ thời gian nào, điều kiện hoàn cảnh nào, khi mà
nhân dân có khó khăn thì chúng tôi đều đến và giúp đỡ hết mức trong cái khả năng. Đối với đồng chí Phạm Quốc Tuấn, chính trị viên đồn cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, thì là một trong những đồng chí thực hiện rất tốt cái công tác dân vận ở địa bàn biên giới của tỉnh Kiên Giang, góp phần tô đẹp thêm cái truyền thống của Bộ đội Biên phòng luôn gần dân, sát với dân, tìm mọi cách để mà tăng cường xây dựng và gìn giữ cái mối quan thịt quân với dân. Với lòng nhiệt huyết đó, năm 2023, Thượng tá Phạm Quốc Tuấn được chính ủy tặng bằng khen, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quân đội chung tay nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau năm 2023.